Hai nữ sinh đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản gần 80 triệu đồng. Mặc dù còn là học sinh, cả hai đã sớm tập tành đua đòi rồi rủ nhau đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Ngày 29 tháng 4, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản do hai nữ sinh gây ra. Trước đó, ông Phạm Văn Hát, sinh năm 1964, chú thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, đến Công an huyện Quảng Trạch trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà cuống 40 triệu đồng tiền mặt, 2 dây chuyền vàng và 1 lắc vàng. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an huyện Quảng Trạch vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quảng Trạch nhanh chóng làm rõ thủ phạm là hai nữ sinh, gồm VTTT và VNPT, sinh năm 2009, đều trú huyện Quảng Trạch. Tại cơ quan công an, hai nữ sinh khai nhận cần tiền tiêu xài nên đã rủ nhau trộm cắp. Công an huyện Quảng Trạch đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định. Hồ Ngọc, Công an thành phố Hồ Chí Minh.